Và ngay bây giờ, xin được giới thiệu cặp đôi đầu tiên, một cặp đôi đẹp của showbiz. Một cặp đôi mà khi vấy lên tin đồn họ chia tay, bao nhiêu người phải tiếc nuối và họ đã làm cho bao nhiêu người phải thán thốt và bất ngờ khi ngày hôm nay vẫn luôn hạnh phúc. Thưa quý vị, xin được giới thiệu hai ca sĩ và diễn viên điện ảnh Tim và Trương Quỳnh Anh. Xin chào Trấn Thành và xin chào quý vị khán giả đã đang theo dõi giải mã cặp đôi. Thực sự khi nhận lời tham gia chương trình này thì cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì Tim và Quỳnh Anh sẽ hiểu nhau hơn, những cái khúc mắc cũng như cái hiểu lầm, và sẽ yêu nhau hơn. Cảm giác của Quỳnh Anh lúc này thì đang hơi hồi hộp và hơi hoang mang một chút xíu. Có nghĩa là mình đã trải qua hạnh phúc, mình đã trải qua những cái sóng gió rồi. Có những lúc mình nghĩ hiểu nhau nhưng mà thật sự thì có khi lại không hiểu. Cho nên là hy vọng rằng là thông qua chương trình này thì Quỳnh Anh cũng sẽ hiểu anh Tim thật sự hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với đội của Trương Quỳnh Anh và Tim. Xin mời. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn. Tim nghĩ xem Quỳnh Anh đã bao giờ từng xóa tin nhắn của người khác phái để không muốn Tim đọc mà rắc rối hay không? Nhanh nào. Ê chà, căng dữ ta. Có muốn thay đổi không Tim? Không. Trùng khớp. Một vài cái tin nhắn quan tâm mình thôi, nhưng mà cũng sợ không anh đọc thì anh lại nghĩ hiểu lầm. Cái chị không có hay không, chỉ có người xóa tin nhắn mới biết thôi. Có tật giật mình đó. Thì đó, câu hỏi số 2. Trương Quỳnh Anh nghĩ là Tim đã bao giờ chán bạn đến tận cổ chưa? Trả lời thiệt đi. Căng quá. Không trùng khớp. Sao anh không nói thiệt? Anh nói thiệt á? Thôi anh nói xạo mấy lần cãi nhau. Anh có giờ chán em đâu. Có mấy lần cãi nhau nó là anh chán em tới tận cổ rồi. Tới tận cổ rồi. Có nói rồi. Nói y chang câu đó luôn. Y chang câu đó luôn. Bây giờ anh thiệt đi, mình mới thắng. Không, thật sự là chờ nói, tại vì mình tức quá mình nói thôi. Tức quá nói gì thôi. Tức quá nói thôi. Chứ không bao giờ chán. Và nhiều khi là những cái lời nói của anh em tưởng thiệt, mặc dù anh không có nghĩ vậy nhưng mà anh có nói. Thì người ta nói vậy thôi, nghe không? Đừng tưởng thiệt. Thí dụ người ta nói yêu em, đúng, đừng nên tưởng thiệt. Đôi khi nó có nhiều cái ta nói cho vui vậy thôi, em nhé. Phải hiểu. Kế tiếp, Quỳnh Anh nghĩ là Tim đã bao giờ có những hành vi quá giới hạn khi gặp lại một người yêu cũ mà lúc đó không có Quỳnh Anh ở đó hay không? Có lẽ nào? Trùng khớp. Yes. Yeah. Đó. Sao em tin người ta mà em nói chưa từng? Tại vì thường thường á thì ảnh ngoài công việc ra thì ảnh về nhà thôi, hoặc là ảnh có đi đá banh hoặc là đi chơi với bạn bè, thì tất cả những người bạn của đó của ảnh thì em đều biết hết, mà toàn là con trai không, mà bạn ảnh thì cũng không có bao nhiêu người hết, cũng là bạn của em luôn, cho nên rất là tin tưởng. Em gan quá, em tự tin quá. Không, nhưng mà thôi, phải hiểu nhau, tin nhau mới yêu nhau được. Câu kế tiếp, Quỳnh Anh nghĩ là Tim đã bao giờ ước rằng giá như mình có thêm một tí thời gian nữa trước khi có con thì hay biết mấy hay không? Trùng khớp. Yes. Hay quá vậy. Có em bé là một cái điều rất là hạnh phúc và điều có thể nói là điều mà may mắn nhất tới lúc này của Tim. Nhưng mà mình vẫn giá như mình có nhiều thời gian hơn nữa để mình chuẩn bị chu đáo hơn cho cái việc đó. Câu kế tiếp, Tim nghĩ Trương Quỳnh Anh có bao giờ so sánh bạn với một người đàn ông khác hay không? Dĩ nhiên là dù cho có và trong lòng của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Rất thật.
Trùng khớp luôn. Yes. Em đã từng so sánh với ai? Khi mà mọi người nghĩ so sánh thì nó sẽ theo cái hướng tiêu cực nhiều hơn là có thể là anh không bằng người này, anh không bằng người kia. Nhưng mà em thì em không bao giờ so sánh vậy. Em so sánh về cái cách mà ảnh đối với gia đình như thế nào, theo cái hướng tích cực. Có nghĩa là anh là một người làm trong nghệ thuật nhưng mà anh rất là yêu gia đình của mình, thương con, thương vợ. Thì cái đó là cái điều mà em cảm thấy tự hào nhất về anh. Lần này các bạn thấy không, các bạn trở lại đây hiểu nhau nhiều hơn. Và rất vui khi tôi sẽ tặng cho các bạn 20 điểm đúng 4 câu. Xin chúc mừng.